Dạ, em Phượng xin được kính chào toàn thể cả nhà mình nhé. Hôm nay em Phượng lên báo giá với cả nhà mình một con chiếc bếp Paloma. Con bếp này thì có phím nhánh luôn cả nhà nhé, rất đẹp. Bếp thì cũng có lò nướng luôn cho cả nhà mình nhé. Em sẽ cho cả nhà xem lò nướng đây ạ, vị nướng rất là mới. Còn nướng cũng rất là còn mới ở nhà nhé. Bây giờ em Phượng xin phép được quay thành vách của con bếp này cho cả nhà mình xem nhé. Đấy, bên phải đây ạ. Bên trái đây cả nhà nhé. Dạ vâng, con bếp này thì có màu ghi sáng ở nhà nhé. Ở bên ngoài em nhìn là màu ghi sáng, màu rất là đẹp ạ. Màu này cả nhà mình sử dụng lau chùi rất dễ nhé. Mặt của bếp đang còn rất là mới, rất bóng ở nhà nhé. Đây, cho cả nhà xem ạ. Bộ kiềng của bếp cực kỳ luôn cả nhà nhé. Bộ kiềng bằng nguyên van thép, chịu nhiệt cao, trọng lượng thì cứng lên đến tới 30 kg cho nhà mình. Và bếp này thì có bô chi lửa bằng đồng nên là nó có ngã màu cả nhà nhé. Hỏng của bếp thì đang còn rất là mới. Bô lửa bằng đồng nguyên khối nên có ngã màu vàng, nhưng bằng đồng thì cả nhà không lo bị hoen rỉ cả nhà nhé. Cạnh chia lửa đang còn rất là sắc nét, rất đẹp luôn ạ. Và dòng bếp này cũng có cái hai cái kim tâm cảm biến chậm đáy nồi, đo nhiệt độ khi mình nấu nhiệt độ tăng lên hơn 200 độ C nó sẽ tự động tụt lửa xuống cho nhà mình nhé. Và nó sẽ chống cháy nồi khi mình nấu đồ ăn bị cạn, nấu nước cạn nó sẽ tự động tắt ga. Nước chảo tự động tắt ga, gió thổi tắt lửa tự động tắt ga. Cực kỳ là thông minh cả nhà. Với con bếp này thì bên em Phượng đang bán với giá là 2.300.000 đồng cả nhà nhé. Cả nhà ai sở hữu một con chiếc bếp thông minh giá tiền lại rất là rẻ đúng không cả nhà? Thì hãy mua ủng hộ cho em Phượng với nhá. Khi mua hàng các bác có thể điện thoại vào số của em Phượng là 033 430 0810. Em Phượng đã chạy trên màn hình rồi cả nhà nhé. Và kho của em Phượng là tại Triệu Sơn, Thanh Hóa. Bác nào ở gần thì em Phượng mời về kho của em Phượng lựa chọn, còn ở xa không tới được thì khi mua bếp các bác có thể gọi Zalo cho em. Em Phượng sẽ quay bếp cho cả nhà mình xem nhé. Bếp bên em có bảo hành 12 tháng và bao ship toàn quốc luôn ạ. Và bếp thì có đánh lửa bằng IC đấy ạ. Dùng đôi pin đại đấy cả nhà. Khi mua bếp em Phượng sẽ tặng các bác đôi pin này luôn nhé. Và bây giờ em Phượng sẽ test thử lửa chống cháy nồi cho cả nhà mình xem nhé. Khi tắt lửa thì bếp sẽ tự động khóa ga cho mình, rất là tiện. Cái trái rất là xanh nhẹ nhẹ nhé, cái trái cực kỳ xanh luôn. Đấy. Em Phượng sẽ đặt nồi không lên đây để khi nhiệt độ đo đủ, khi mình mà nấu nước cạn nồi thì nó sẽ tự động tắt lửa khóa ga cho cả nhà luôn nhé. Một con bếp cực kỳ là đẹp cả nhà, nấu thì không lo bị điên nồi, cháy nồi, lửa xanh như thế này các bác nấu không lo bị điên nồi nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Em Phượng sẽ cho test lửa thử trong khoang nướng cho cả nhà mình xem nhé.
cực kỳ xanh đều cả nhà nhé, lửa rất là đẹp luôn ạ. Cả nhà mình nên mua một con bếp này để sử dụng rất là tiện. À, bên đây có dấu hiệu tiếng còi vang lên là có dấu hiệu tắt lửa cả nhà nhé, mà tắt lửa là khóa ga luôn, là tín hiệu khóa ga luôn. Ở bên đây cũng như vậy, một tiếng còi rít lên chắc các bác cũng nghe đúng không ạ? Tắt lửa là khóa ga cả nhà nhé. Em Phượng test thử nha. Đây cả nhà. Cả nhà ơi không hề lên lửa này nhá. Bên đây này. Đây cả nhà. Không hề lên lửa luôn. Cả hai bên tắt lửa là khóa ga. Khóa ga thì thực sự là rất an toàn cho nhà mình ạ, không lo bị cháy nổ ga. Mình nấu đồ ăn để quên không lo bị cháy. Cực kỳ thông minh đúng không các bác? Trong khi em vẫn để mức nấu đây cả nhà nhá. Rồi em tắt. Đó, em tắt đó. Một chiếc bếp cực kỳ thông minh, giá rẻ. Mặt của bếp đang còn đẹp. Bác nào sở hữu thì gọi ngay vào số của em Phượng nhé. Vâng, em Phượng xin được kết thúc cái video tại đây. Trước khi kết thúc video, em Phượng xin cả nhà mình cho em Phượng một like, một chia sẻ, một kênh đăng ký cả nhà nhé. Em Phượng xin được cảm ơn ạ.